Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Mình là Ủn. Dạo này thì Hà Nội đã vào đông rồi, trời thì lạnh mà tối thì nhanh. Đã hôm nào các bạn đi quay đi chụp ý, trời thì tối mất rồi mà mình vẫn phải tiếp tục cái buổi chụp của mình nhá. 50mm Việt Nam thì xin gợi ý cho các bạn là sử dụng những cái chiếc đèn led bỏ túi để giải quyết vấn đề này. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc đèn led bỏ túi mà mình rất hay sử dụng, đấy chính là chiếc Sony 21. Đầu tiên thì mình sẽ nói về ngoại hình của chiếc đèn Sony này. Cái đèn này thì được thiết kế là vỏ là bằng nhôm nhưng mà không phải nguyên khối mà nó vẫn được bắt vít các thứ ở đây, có 4 cái vít thì phải. Ngoài ra ấy thì các cái nút bấm được bố trí khá là dễ sử dụng. Ví dụ như ở đây thì sẽ là cái nút nguồn. Cái nút nguồn này thì có chức năng là để bật cái đèn lên. Và các bạn bấm thêm một cái nữa ấy, thì đèn sẽ sáng. Ngoài ra thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trên là hai cái nút để tăng giảm độ sáng của đèn. Đây, đây là mình đánh trừ đi này. Và đây thì sẽ là cái nút để tăng cái độ sáng của đèn lên. Tiếp theo thì ở phần mặt trước của đèn sẽ có một cái mắt kính để bảo vệ toàn bộ cái lớp đèn bên trong. Và ngoài ra thì ở bốn góc sẽ có bốn cái nam châm. Thì tí nữa chúng ta sẽ biết là nó sử dụng đèn gì. Mặt sau của chiếc đèn thì sẽ có logo của Sony. Tuy nhiên là do mình sử dụng nhiều quá nên là nó đã bị mờ mất rồi. Thứ hai là sẽ có một cái màn hình. Cái màn hình này có chức năng là để hiển thị độ sáng của đèn và thời lượng pin. Và ở bên cái góc này thì sẽ còn một cái cổng micro USB để sạc cái đèn này nữa. Theo như Sony công bố thì cái thời lượng pin của cái đèn này là 1600mAh. Về ngoại hình thì như thế thôi. Ngoài ra thì mình thấy có một vài cái phụ kiện khá là hữu dụng mà nhà sản xuất đã cho sẵn trong hộp đèn. Đầu tiên thì mình thấy đấy là chính là hai cái tấm diffuser này này và cái CTO. Thì hai cái tấm này sẽ được lắp vào đèn bằng cách là sử dụng nam châm. Các bạn nhớ để đúng chiều nha, không là nó đẩy ra không hút đâu. Các bạn sẽ thấy là khi mà có cái tấm diffuser này thì ánh sáng châm rất là mềm. Lắp vào thì nó sẽ làm thay đổi cái ánh sáng của bạn thành từ màu trắng nó thành màu ngả vàng hoặc là cam như này. Cái thứ hai mà mình muốn nói đến ở đây đấy chính là cái túi đựng đèn. Cái túi này có hai ngăn, một ngăn là để đựng đèn. Và một ngăn ý thì sẽ để đựng một vài cái phụ kiện, ví dụ như là đây, nó là một cái chân. Cái chân này thì sẽ có chức năng là để lắp cái đèn lên cái hot shoe. Mà các bạn thì hãy nhớ xem lại tập 2 của mình là hot shoe và cao su ấy. Đằng sau của cái túi này thì nó sẽ có một cái đĩa để các bạn có thể mắc vào thắt lưng. Hoặc là có một cái móc để các bạn có thể móc vào cặp hoặc là móc vào chỗ nào các bạn muốn. Rất tiếc là cái túi này thì lại không thiết kế để đựng được cái phụ kiện thứ ba mà nhà sản xuất đã cho, đấy chính là cái như cái tấm lọc màu. Rồi ok, ở đây thì chúng ta có rất nhiều cái tấm lọc màu với nhiều màu khác nhau. À, nhiều đấy. Đây bao nhiêu màu ấy? Màu tím này, màu cam này, màu xanh lá cây. Ngoài cái việc là để chữa cháy trong các tình huống cần thiết thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cái tấm lọc màu này này để tạo ra những cái hiệu quả mong muốn với mình. Ví dụ như là mình sử dụng cái màu tím chẳng hạn. Vậy thôi, đấy là tất cả những gì về cái chiếc đèn led bỏ túi mà tớ đang sở hữu. Nếu như các bạn cần review bất kỳ một loại đèn led bỏ túi nào nữa ấy, thì hãy nhớ comment ở phía dưới nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ like và subscribe channel của 50mm Việt Nam. Nhớ bấm nút chuông để nhận thông báo về những cái video mới của bọn mình. Thế thôi, xin chào.